Hoài Lâm lộ ảnh thân mật bên con trai ruột Hoài Linh, hậu ồn ào từ mặt, nghi vấn gương vỡ lại lành. Nam ca sĩ Hoài Lâm khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi loạt ảnh thân mật bên cạnh Võ Lê Thành Vinh, con trai ruột nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bất ngờ được công khai mới đây. Nhiều nghi vấn được đặt ra cho rằng có thể tình cảm cha con nuôi của Hoài Linh và Hoài Lâm đã được hàn gắn. Hoài Lâm là nam ca sĩ triển vọng, sở hữu giọng hát ngọt ngào, nội lực, có thể đảm nhận nhiều dòng nhạc. Bên cạnh đó là một nhan sắc ấn tượng khiến cái tên của anh nhanh chóng được nhiều người biết đến. Đặc biệt hơn, từ sau thành tích quán quân Gương Mặt Thân Quen cùng với danh xưng con nuôi Hoài Linh, anh nhanh chóng đã vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A của làng nhạc Việt. Thành công không được bao lâu thì sóng gió lại bắt đầu ập đến với Hoài Lâm, những ồn ào không đáng có và sự nghiệp của nam ca sĩ từ đó cũng dần lụi tàn. Anh từng tự nhận bản thân là người không phù hợp với môi trường showbiz, từng nhiều lần bị team qua đường tóm được những hình ảnh không mấy đẹp như phát tướng, thần sắc thất thường. Nhưng khi trở lại sân khấu thời gian gần đây, Hoài Lâm cũng dần lấy lại phong độ và được nhiều người đón nhận. Đây cũng chính là lý do mà anh từng bị cha nuôi Hoài Linh từ mặt. Cụ thể, từ năm 2016, sự nghiệp của nam ca sĩ dường như bị tụt dốc không phanh. Hoài Lâm vướng vào loạt thị phi, yêu bạn gái chưa đủ tuổi vị thành niên và vướng tin đồn sử dụng chất kích thích. Nhiều người cho rằng anh đã bắt đầu đắm chìm vào những thú vui ích kỷ của bản thân, bỏ rơi sự nghiệp dù đã được nâng đỡ rất nhiều từ những người trong nghề, điển hình là cha nuôi và Đàm Vĩnh Hưng. Dù đã nhiều lần khuyên nhủ, động viên Hoài Lâm trở lại với nghệ thuật, tiếp tục con đường ca hát để đáp lại tình yêu của khán giả. Tuy nhiên, Hoài Lâm đều bỏ ngoài tai khiến Hoài Linh không thể chấp nhận được và buông bỏ từ mặt. Nói về con đường sự nghiệp của đứa con từng được anh hết lòng dạy bảo nâng đỡ, Sáu Bảnh từng có câu nói, giờ Hoài Lâm có lộc mà không biết giữ, tôi nói không nghe thì đành chịu. Đến nay, sau nhiều năm không còn mối liên kết nào thân tình, dường như Hoài Linh và Hoài Lâm cũng đã dần không còn dính líu, việc dứt mọi ân tình, từ mặt đã không còn được cứu vãn. Hiện tại Hoài Lâm sau nhiều biến cố, anh cũng đã dần quay trở lại với âm nhạc, dù không hoạt động quá sôi nổi như thời điểm ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng với tài năng, giọng hát không bị mai một thì Hoài Lâm mỗi lần đứng trên sân khấu cũng đều được khán giả vô cùng yêu thích và mến mộ. Anh cũng hiện đang là nam ca sĩ khá đắt show tại các đêm nhạc hàng đêm ở các phòng trà. Mới đây, người hâm mộ của Hoài Lâm lại phải được dịp xôn xao, mối quan tâm về tình cảm cha con lúc xưa của anh cùng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng bất ngờ bị đào lại khi những hình ảnh thân mật giữa anh cùng Võ Lê Thành Vinh, con trai ruột của Hoài Linh được công khai. Cụ thể cả hai đã có dịp hội ngộ tại sự kiện Paris by Night 136 được tổ chức tại Thái Lan mới đây. Đến với tư cách là ca sĩ biểu diễn, còn Thành Vinh là photographer tác nghiệp, cả Hoài Lâm và Thành Vinh đã không ngần ngại tay bắt mặt mừng, chia sẻ niềm vui khi hội ngộ cùng nhau. Nhiều người cũng tỏ ra bất ngờ bởi việc cha ruột của mình từ mặt Hoài Lâm, nhưng đối với Thành Vinh thì anh vẫn dành cho nam ca sĩ một tình cảm chân quý, không khác gì anh em ruột thịt. Những hình ảnh này cũng chính tự tay Thành Vinh đăng tải công khai trên mạng xã hội. Trong chuyến công tác tại Thái Lan này, Thành Vinh cũng hội ngộ cùng cha ruột. Trong cùng bài đăng, Thành Vinh cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ, thân thiết bên cạnh nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Với việc không ngần ngại với Hoài Lâm như trên, cộng đồng mạng cũng đặt ra nhiều nghi vấn, cho rằng sau nhiều năm xích mích, giờ đây nam ca sĩ cùng gia đình cha nuôi năm xưa đã có thể hàn gắn và thân cận như trước. Đây cũng được xem là một tín hiệu đáng mừng, nhiều người tỏ ra hạnh phúc vui mừng cho sự hội ngộ đầy đặc biệt này của Hoài Lâm. Hiện những hình ảnh trên vẫn đang gây sốt trên khắp cõi mạng. Dân tình thi nhau chia sẻ và bàn tán xôn xao, dù không lên tiếng hay xác nhận gì về những điều này, nhưng khán giả vẫn tin rằng Hoài Lâm luôn có một sự tôn trọng, quý mến nhất định đến người cha nuôi năm xưa, đưa anh đến với nghệ thuật là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh.